Thưa quý vị, liên quan đến biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang được cả thế giới quan tâm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO tỏ ra thận trọng trước thông tin liên quan tới biến thể này. WHO cho rằng đây là một phần trong diễn biến thông thường của đại dịch. Và các chuyên gia y tế cũng đưa ra quan điểm về việc liệu rằng biến thể mới này có thể vô hiệu hóa vaccine ngừa COVID-19 hay không. Trong cuộc họp báo vừa diễn ra trong ngày hôm nay tại thành phố Mainz của Đức, giám đốc điều hành hãng dược BioNTech cho rằng chưa đủ dữ liệu để khẳng định vaccine của hãng có thể ngăn chặn biến thể virus mới. Biến thể được phát hiện ở Anh có một chút khác biệt. Nó có 9 đột biến và hiện tại chúng tôi không biết liệu vaccine của chúng tôi có thể chống lại biến thể này hay không. Hãng truyền thông Bloomberg trích ý kiến của chuyên gia y tế cho biết, các nhà khoa học ghi nhận khoảng 4.000 biến thể của virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu. Biến thể tại Anh là một trong số ít biến thể khiến giới khoa học lo ngại. Vaccine có thể ngăn chặn biến thể mới hay không? Tôi nghĩ câu trả lời sẽ có sau một vài tuần nữa khi AstraZeneca và Novavax công bố kết quả thử nghiệm vaccine tại Anh. Bác sĩ Fazeli cũng cho rằng các tập đoàn dược đang nhanh chóng nghiên cứu biến thể mới. Một đơn vị tại Anh đã bắt đầu dự án vaccine liên quan trực tiếp tới biến thể này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định các biến thể của SARS-CoV-2 không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả của các liệu pháp điều trị hay làm vaccine mất tác dụng. Dự kiến trong vài ngày tới hoặc vài tuần tới, WHO sẽ nhận được thông tin chi tiết về tác động tiềm tàng của biến thể mới. Chính quyền Đài Loan Trung Quốc đã ghi nhận ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng kể từ ngày 12 tháng 4. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi đã có kết quả dương tính sau khi tiếp xúc với một phi công người New Zealand làm việc cho một hãng hàng không Đài Loan Trung Quốc. Người này được xác nhận đã mắc COVID-19 sau khi bay đến Mỹ. Do không khai báo trung thực về quá trình tiếp xúc cũng như hoạt động của mình, phi công này có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 300.000 đài tệ, tương đương hơn 264 triệu đồng tiền Việt Nam. Ca lây nhiễm này được xem như đòn giáng mạnh vào Đài Loan Trung Quốc, nơi từng là hình mẫu trong chống dịch COVID-19. Hiện mới chỉ ghi nhận 770 ca mắc và 7 ca tử vong sau khi đóng cửa biên giới sớm và thực hiện các quy tắc kiểm dịch nghiêm ngặt